Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi. Zota xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuỗi video tiếp theo của hệ thống nha khoa Zota. Hôm nay tôi xin chia sẻ cho các bạn một ca, đó chính là lắp cầu răng sứ cho một cô khách hàng. Thì cả nhà có thể nhìn thấy đây. Đấy. Thì hôm nay tôi sẽ tiến hành lắp 3 cái răng này cho cô. Thì ngày trước cô là làm cái cầu răng kim loại, nhưng mà sau một thời gian ăn nhai ấy thì cái cầu răng kim loại để nó xuống cấp và cô đã quyết định là thay ra làm cái loại toàn sứ như này. Cả nhà nhìn vào đây. Đấy. Đây là cái răng cầu răng toàn sứ cả nhà nhé. Đấy, đây. Hàm dưới cô vẫn còn này, cô Hà giúp cháu này. Hàm dưới cô vẫn còn răng kim loại này. Đấy, cả nhà nhìn thấy chưa? Thì khi mà chúng ta làm răng kim loại sứ ấy thì một nhược điểm của nó là gì? Sau một thời gian chúng ta sẽ phải thay ra làm lại. Vì sao? Vì răng kim loại sứ ấy thì nó sẽ có hai lớp. Lớp ở ngoài là lớp kim loại, ở trong là lớp ở trong là kim loại, lớp ở ngoài là lớp phù sứ đây. Thì sau một thời gian ăn nhai chúng ta sẽ bị vỡ cái lớp sứ này ra, và để hở cái lớp kim loại như này thì lỡ hở cái lớp kim loại như này thì rất dễ gây ảnh hưởng đến cơ thể, sẽ gây đến sỏi thận các thứ rất nguy hiểm, hay là nhiễm kim loại nặng. Ngoài ra khi làm răng kim loại thì chúng ta sẽ bị oxy hóa. Đấy, tôi chỉ lấy một ví dụ đơn giản thôi. Sắt thép để ngoài đường còn gì, những chi là cái răng kim loại trong miệng mình. Thì cả nhà nhìn vào đây. Đấy, vì là cô bị oxy hóa cho nên những cái viền lợi của cô nó thâm đen hết này. Đây, em quay rõ vào đây. Đấy, đây. Đây cả nhà nhìn này, những cái viền lợi này thâm đen hết. Đấy. Còn đây. Thì hôm nay là cô đã quyết định là làm cái cầu răng hàm trên trước, và cái cầu răng hàm dưới thì sẽ làm sao? Thì cả nhà cũng thể nhìn đây. Đấy, đây. Đây là quá trình mà tôi ướm răng cho cô nhé. Được chưa? Thì khi mà chúng ta ướm răng như này vào này. Rồi. Đấy, khi mà chúng ta ướm răng như này vào nhá. Đấy, nếu mà như thế này là xong thì chúng ta có thể gắn răng được ngay thôi. Được chưa? Cả nhà nhìn thấy chưa? Rất là đơn giản. Cho nên là để trả lời cho câu hỏi là làm răng có tốn thời gian hay không, làm răng có đau hay không ấy, thì cả nhà có thể xem video là biết. Khi mà các bạn làm ấy thì chúng tôi sẽ tiêm thuốc tê nên hoàn toàn không đau. Làm răng gắn răng rất là nhanh nên là mọi người không phải sợ vì mất thời gian. Ví dụ như hôm nay các bạn làm chỉ bỏ trong phòng khám tầm khoảng 5 đến 10 phút thôi. Sau hôm sau chúng ta ra lắp răng hết 5 10 phút nữa là xong. Hoàn toàn không mất nhiều thời gian các bạn đâu. Đấy, thì qua video này tôi kêu gọi là ai mà đang có tình trạng răng bị hỏng này, răng sâu này, răng mất này thì các bạn có thể ra ngay nha khoa Zota của chúng tôi. Nha khoa Zota của chúng tôi là chuyên gia răng sứ thẩm mỹ các bạn nhé, chuyên gia răng sứ thẩm mỹ. Khi mà các bạn làm răng sứ thẩm mỹ ở bên nha khoa Zota thì chúng tôi cam kết với các bạn hai điều. Thứ nhất là chúng tôi sẽ là cam kết là 100% là thẻ bảo hành chính hãng. Nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là Zota chỉ làm hàng chính hãng các bạn nhé. Thứ hai là hoàn tiền 100% nếu như là quý khách hàng không hài lòng. Nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm và sử dụng trải nghiệm dịch vụ tại Zota của chúng tôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở chuỗi video tiếp theo. Zota xin chào.